Hello các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với channel của Trung Viết Sinh Japan. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thăm xem lễ hội pháo hoa ở Nhật Bản. Và lễ hội pháo hoa Nhật Bản thì vào trung tuần tháng 7 và sang trung tuần tháng 8 diễn ra khắp cả nước. Thì tùy vào cái thời gian địa điểm của thuận lợi của từng địa phương thì nó diễn ra vào các ngày khác nhau. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tới thăm lễ hội pháo hoa, bắn pháo hoa ở nơi mình đang sinh sống, đó là thuộc tỉnh Fukuoka và thành phố Niigata thuộc tỉnh Fukuoka. Và hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2023 các bạn nhé. Vì trước khi lễ ra bắn pháo hoa thì các đoàn xe diễu hành của các thôn, các xóm, các xã thì người ta sẽ đi diễu hành quanh khu thị trấn, khu vực hành chính của xã các bạn nhé. Và thời gian bắn pháo hoa thì nằm ở vùng giữa sông, hai bên là sông và cồn ở giữa, thì các bạn ở bên hai bên bờ sông thì có thể xem được. Nếu bạn thấy hôm nay rất đông và các xe rất chi là đẹp, trang trí đèn, và đây là thể hiện đặc trưng cho văn hóa của Nhật Bản các bạn nhé. Một lễ hội rất chi là đẹp. Rất tiếc là mình không thể truyền tải hết cái sự đẹp và ý nghĩa cho các bạn xem được. Thì các bạn xem có gì thông cảm. Thì trước mắt các bạn là đang là một xe diễu hành. Thì cái này mang ý nghĩa chắc là cầu mưa, cầu thuận, cầu hòa cái gì đấy. Thì mình cũng chưa hiểu hết về văn hóa của Nhật Bản được. Và bắt đầu từ 8 giờ bắt đầu sẽ bắn pháo hoa và bắn tới 21:10 các bạn nhé. 21:10. 9:10, 9:20 đấy. Thì bắn pháo hoa đây là các công ty người ta sẽ đóng góp tiền vào bắn, và trong khi bắn bắt đầu từ công ty nào họ sẽ đọc tên công ty đấy. Khi bắn hết thì năm nay chắc khoảng độ hai mấy công ty các bạn ạ. Cho nên là thời gian nếu mà càng nhiều công ty thì càng thời gian càng dài ra. Có năm bắn rất nhiều công ty thì thời gian nó dài ra. Thường khoảng 20 công ty thì cứ công ty khoảng 3 phút, 4 phút gì đấy, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái độ tiền nhiều tiền ít của công ty nó đóng góp. Thì các bạn cùng theo chân mình đi nha. Hôm nay người rất đông mà trời rất nóng, mà mùa hè các bạn nóng không ạ? Đấy, tình cảnh rất là náo nhiệt. Thời gian bắn pháo hoa rất dài và các lễ hội rất dài thì mình chỉ quay một chút, một góc nào đấy cho các bạn xem được thôi. Các bạn xem cần biết những gì về Nhật Bản thì cứ để lại comment. Và tới đây các bạn có thể cho mình một like, một chia sẻ, một thả tim. Đối với các bạn, một thả tim rất là bình thường, nhưng đối với mình một thả tim rất là quan trọng. Mong các bạn ủng hộ mình. Đấy, các bạn thấy ở phía bên trước các bạn là cũng sẽ diễn ra một bản pháo hoa bằng hai xe cầm cầu kia, lấy cầm cầu kia để sang bên đây. Cần cầu cũng cầu dây này nó cần cắm cái dài